lại có địa cục tên là Diều Sắt Thiết Phu. Ở địa ngục này, tội nhân bị chặt đầu bằng cái diều sắt, lại có địa ngục tên là Nhiều Nóng Giận Đa Sân. Những tội nhân bị đọa vào địa ngục này đều là do tánh tình hung hăng nóng nảy, nhiều sân hận mà ra. Những người quá nóng tánh, động một chút là tức tối hằn học, mày dám đánh tao, tao phải đánh mày. Thì cũng như những tội nhân ở địa ngục này, cứ không ngừng gây gổ ẩu đả lẫn nhau. Ngài Địa Tạng nói với Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn. Tôi tuy đã kể ra rất nhiều tên địa ngục như thế, song thật sự thì tên của địa ngục vốn nhiều đến không có hạn lượng. Địa Tạng Bồ Tát kể tiếp: Lại có địa ngục kêu gào, khiếu hoán. Trong 18 địa ngục thì có 8 địa ngục lạnh và 8 địa ngục nóng. Địa ngục thứ tư trong 8 địa ngục lạnh là địa ngục khiếu hoán, cũng gọi là địa ngục đại khiếu hoán. Trong địa ngục này suốt ngày luôn luôn có tiếng kêu la ầm ĩ, gào thét om sòm, ồn ào đến đinh tai nhức óc. Địa ngục rút lưỡi bà thiệt, lại có loại địa ngục chuyên môn kéo lưỡi của tội nhân, địa ngục phân và nước tiểu, phẫn niệu. Lại có loại địa ngục mà trong đó chỉ toàn là phân và nước tiểu. Tội nhân trong địa ngục này hết đói thì ăn phân, khát thì uống nước tiểu. Địa ngục khóa đồng, đồng tỏa, tội nhân đã vào địa ngục này rồi thì như bị một cái khóa bằng đồng khóa chặt ở trong đó, làm thế nào cũng không thoát ra được. Địa ngục voi lửa, hỏa tượng. Lại có loại địa ngục mà trong đó toàn là voi lửa, địa ngục chó lửa, hỏa cầu. Trong địa ngục này có loài chó mà toàn thân đều bốc lửa, tỏa khói. Địa ngục ngựa lửa, hỏa mã. Những con ngựa trong địa ngục này thì toàn thân đều rực lửa. Địa ngục châu bò lửa, hỏa nghiêu. Trên mình của châu bò ở địa ngục này đều có lửa cháy rừng rực.